Xin chào các bạn đang theo dõi kênh youtube Vườn Đào Thái Dương Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm Quý Mão Mình trị dày xanh trích hút trên cây đào ở trong vườn nhà mình Mình cũng ghi hình lại để chia sẻ với các bạn Thưa các bạn, dấu hiệu để nhận biết cây đào đã bị dày xanh trích hút ở trên lá Thì các bạn xem Mặt ở bên trên của lá có thể đổi màu Nó chuyển từ màu xanh thẫm sang cái phần hơi bạc lá Có những đốm trắng do những lá đào này đã bị tổn thương Đây các bạn xem Lá từ màu xanh chuyển sang màu màu trắng lốm đốm Do những con dày nó đã chích hút mất dinh dưỡng hoặc là làm tổn thương lá Loại giày này nó sợ ánh nắng trực tiếp Chính vì vậy mà nó thường trốn ở mặt dưới của lá các bạn Nên nhìn bình thường ta không quan sát kỹ Thì có thể là khó phát hiện Nhiệt độ phù hợp cho những loại giày dẹp này sinh trưởng tốt Đó là khoảng từ 23 đến 27 độ C Cho nên vào mùa thu và mùa xuân là những ý thời điểm thích hợp để cho dây dẹp này nó phát triển mạnh hơn so với các cái mùa khác Khi lật ở bên dưới mặt lá dưới lên thì ta có thể thấy những con dây này nó có màu xanh Kích thước nó cũng nhỏ thôi các bạn Những con dây này có thể di chuyển bằng cách bò hoặc nhảy các bạn nhé. Cây đào này đã hãm răm xong. Nhưng bây giờ mình thấy có nhiều dây xanh đã chích hút. Đây các bạn xem kỹ. Những con này nó có thể bò hoặc là nhảy các bạn nhé. Loại dày này thì nó làm hại cây bằng cách là chúng chích hút chất dinh dưỡng từ lá. Làm cho lá cây bị mất dinh dưỡng hoặc là bị tổn thương. Dẫn đến có thể là dụng là dụng lá hoặc là lá cây thiếu dinh dưỡng cây đào sẽ cho ít hoa và chất lượng hoa sẽ kém đi rất nhiều có thể làm quăn lá cây thì dẫn ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của lá lá cây sẽ yếu và suy dinh dưỡng cho nên loại này ta cần phải phòng và trừ các bạn nhé nhưng trường hợp này thì phải dùng thuốc để trừ mình sẽ chọn loại thuốc sinh học để cho đỡ mùi hôi hơn Và thời gian cách ly nó cũng ngắn Loại thuốc mình lựa chọn Thì sẽ là thuốc sinh học Cho nên thời gian cách ly khoảng 3 ngày Thời gian cách ly càng ngắn Thì cái thời gian độc hại nó càng ít các bạn Ngoài cái việc uh, Diệt đi dày Thì nếu mà mình phun thuốc Có nồng độ cao quá Nó sẽ diệt cả những cái Con côn trùng ăn Ăn cái loại dày này Người ta gọi là thiên địch đấy các bạn Thì mình cũng sẽ hạn chế là diệt luôn cả những cái thiên địch của những con dây Vì nếu như những dây này ở mật độ thấp thì thiên địch của nó có thể tiêu diệt được Làm hạn chế sự sinh trưởng của dây Nhưng với cây này thì mật độ quá cao Mình phải dùng thuốc các bạn Toàn bộ cây này hầu như cành lá nào cũng thấy có Và lá cũng đã tổn thương khá mạnh Cho nên mặt trên của lá ấy, các bạn nhìn qua là thấy nó bị bạc đi Loại thuốc mình lựa chọn này thì có thể tiêu diệt được nhiều loại Bỏ Như thế là sâu đục nõn sâu cuốn lá Nhện đỏ Dẹp Vân vân các cái sản phẩm ở trên thị trường thì có nhiều các bạn nhé và mình cũng xin lưu ý đối với các bạn đó là các bạn không nên dùng quá liều mình đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất mình không hiểu vì lý do gì mà những người bán thì cứ khuyên dùng hai gói này cho một bình 18 lít nhưng mình đọc kỹ hướng dẫn thì nhà sản xuất người ta khuyên cáo dùng một gói này một gói này 18 ml các bạn nhé. Pha cho một bình 18 lít nước. Ta không nên dùng quá liều. Bởi nó sẽ dẫn đến tình trạng là sâu và bọ nó sẽ kháng thuốc. Hơn nữa mình tăng gấp đôi liều thuốc lên thì nguy cơ ô nhiễm môi trường nó cũng tăng gấp đôi. Cho nên các bạn không nên sử dụng quá liều. Mình nhắc lại như vậy. Đây, một bình này mình thường dùng là 18 lít và hướng dẫn của nhà sản xuất là pha một gói mình sẽ dùng một gói pha và phun đều cho cây các bạn nhé phun đều ướt lá cây mình sẽ chọn thời điểm mát trời trời tạnh giáo và mát thời điểm tốt nhất là phun vào buổi chiều các bạn nhé hoặc sáng sớm để tránh ánh nắng mặt trời các bạn nhé hiệu quả của thuốc sẽ cao hơn đây là cái cách mà mình diệt giày xanh chia sẻ để các bạn tham khảo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau